Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Thầy chúc các em dồi dào sức khỏe, vui vẻ và đầy phấn khích khi tiếp cận với những bài tập mới hôm nay. Đây là kênh dạy học miễn phí giúp các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy đồng hành cùng với các em 12 để ôn thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học và cao đẳng. Câu 45 tương tự câu số 2 theo đề thi mẫu của Bộ Giáo dục. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em hiểu tìm điều kiện tham số để hàm số chứa dấu trị tuyệt đối, đồng biến hoặc nghịch biến trên một khoảng. Bây giờ chúng ta vào sự bài tập. Câu số 2 tương tự câu 45, gọi S là tập hợp các số nguyên âm của M. Sao cho hàm số trị tuyệt đối của x mũ 4 trừ 2x bình phương trừ 3 cộng 2m đồng biến trên khoảng 3 cộng vô cực, khi đó số phần tử của S là. Chúng ta có 4 đáp án. Ở đây chúng ta gặp một bài toán, đó là xét sự đồng biến của hàm số chứa trị tuyệt đối mà đồng biến trên một khoảng. Thì phương pháp của bài tập này, đầu tiên là chúng ta đi tìm đạo hàm của hàm số fx. Sau đó chúng ta lập luận để dẫn tới hàm số fx đồng biến trong khoảng 3 cộng vô cực để chúng ta đi giải một bất phương trình. Thông thường để giải một bất phương trình trong trường hợp này thì các em nhớ dùng phương pháp hàm số để chúng ta tìm giá trị của m. Sau khi tìm được giá trị của m thì chúng ta đi tìm giá trị nguyên âm của m. Bây giờ thầy vào trình bày lời giải. Để tìm đạo hàm của hàm số trị tuyệt đối thì thông thường các em mở dấu trị tuyệt đối để các em tìm. Tuy nhiên chúng ta có một cách tính nhanh hơn như sau. Fx sẽ bằng, các em lấy đạo hàm của biểu thức trong dấu trị tuyệt đối thì bằng 4x mũ 3 trừ 4x. Sau đó các em nhân lại với biểu thức ở trong dấu trị tuyệt đối và chia cho hàm số f. Thế thì khi đó thực chất của x mũ 4 trừ 2x bình phương trừ 3 cộng 2m trên trị tuyệt đối của x mũ 4 trừ 2x bình phương trừ 3 cộng 2m là dấu của f phẩy. Vì sao như vậy? Vì nếu x mũ 4 trừ 2x bình phương trừ 3 cộng 2m mà dương thì khi đó chúng ta có tử và mẫu giải được cho nhau. Vậy khi đó f phẩy x sẽ bằng 4x mũ 3 trừ 4x. Còn nếu biểu thức trong dấu trị tuyệt đối âm, khi đó chúng ta giản được tử cho mẫu thì chúng ta được fx sẽ bằng trừ của 4x mũ 3 trừ 4x. Như vậy các em để ý, thực chất của thương của nhân tử thứ hai ở tử và mẫu là xác định dấu của fx. Tiếp tục chúng ta xét 4x mũ 3 trừ 4x bằng 0. Giải phương trình này ta được x bằng 0 hoặc x bằng cộng trừ 1. Từ đây chúng ta suy ra f phải x lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 3 đến cộng vô cực. Vì sao như vậy? Là vì một là nghiệm bên phải ngoài cùng. Do đó dấu của f phải x lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 1 cộng dương vô cực. Do đó ta suy ra f phải x lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 3 cộng vô cực. Vậy hàm số đồng biến trong khoảng 3 cộng vô cực khi x mũ 4 trừ 2x bình phương trừ 3 cộng với 2m dương với mọi x thuộc khoảng 3 đến cộng vô cực. Vậy thì dựa vào bất phương trình này chúng ta sẽ tìm được m. Ta có x mũ 4 trừ 2x bình phương trừ 3 cộng 2m lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 3 cộng vô cực khi về chỉ khi x mũ 4 trừ 2x bình phương trừ 3 lớn hơn hoặc bằng trừ 2m với mọi x thuộc khoảng 3 đến cộng vô cực. Bây giờ chúng ta sẽ đặt về trái là hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2 bình phương trừ 3 và chúng ta lập bảng biến thiên của hàm số này. Y phẩy sẽ bằng 4x mũ 3 trừ 4x.
ta có bảng biến thiên như sau. Tập xác định từ âm vô cực đến dương vô cực, y phẩy bằng 0, tại x bằng âm 1, x bằng 0, x bằng 1. Từ đây chúng ta sẽ xét dấu như sau. Khoảng ngoài cùng bên phải từ 1 đến dương vô cực thì y phẩy mang dấu dương. Do đó, thầy đã nhận xét ở cái mục đầu tiên là f(x) luôn luôn lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 3 đến cộng vô cực. Từ đây chúng ta có được bảng biến thiên. Hàm số sẽ nghịch biến trong khoảng âm vô cực đến âm 1, đồng biến trong khoảng âm 1, 0, nghịch biến trong khoảng 0, 1 và đồng biến trong khoảng 1 dương vô cực. Và chúng ta được các điểm cực tiểu là âm 4 và cực đại bằng 3. Bây giờ dựa vào cái bảng biến thiên này để chúng ta xét bất phương trình x mũ 4 trừ 2x bình phương trừ 3 lớn hơn hoặc bằng trừ 2m với mọi x thuộc khoảng 3 cộng vô cực. Tại bằng 3, kém thay vào hàm số y, kém sẽ được 60. Như vậy, để bất phương trình x mũ 4 trừ 2 bình phương trừ 3 lớn hơn hoặc bằng trừ 2m với mọi x thuộc khoảng từ 3 đến cộng vô cực, khi trừ 2m phải nhỏ hơn hoặc bằng 60. Vậy từ bảng biến thiên ta có x mũ 4 trừ 2 nhân x bình phương trừ 3 lớn hơn hoặc bằng trừ 2m với mọi x thuộc khoảng 3 cộng vô cực khi trừ 2m nhỏ hơn hoặc bằng 60. Chia 2 về chỗ âm 2, ta được x lớn hơn hoặc bằng âm 30. Mà bởi vì chúng ta tìm những giá trị nguyên âm của m, thì như vậy m lấy từ âm 30, âm 29 cho đến âm 1. Như vậy chúng ta có 30 phần tử của tập S. Về số phần tử nguyên âm của m là 30, chúng ta chọn đáp án B. Như vậy qua bài tập này, luyện tập cho các em cách tính đạo hàm của một hàm số chứa trị tuyệt đối và cách tìm điều kiện của tham số m để hàm số đồng biến trên một khoảng hoặc nghịch biến trên một khoảng tùy vào từng bài. Như vậy qua bài tập này, các em cần luyện tập và về nhà các em xét hàm số này nghịch biến trong khoảng âm vô cực đến âm 3 thì các em sẽ làm rõ được cái phần bài tập này. Như vậy bài tập đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy YouTube Lê Minh Đức GSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.